Lại nữa, do trong khi tu tập cảm thấy hài lòng, thỏa mãn khi có chút ít thành quả, như tỳ kheo Vô Văn đã đạt được tứ thiền, vọng ngôn cho rằng mình đã chứng thánh. Khi phước báo ở cõi trời hết, tướng suy xuất hiện, nên phỉ báng rằng chứng quả A-la-hán còn phải chịu sanh tử. Ông liền đọa vào địa ngục A-tỳ. Lại nữa, do trong khi tu tập cảm thấy hài lòng, thỏa mãn khi có chút ít thành quả. Trong khi tu tập, dù nếu ông không bị dính mắc với quỷ thần, ông cũng phải cần có trí tuệ chân chính và có con mắt trạch pháp nhãn. Trạch là sự tuyển chọn, pháp là Phật pháp, nhãn là con mắt của chính mình. Nếu ông nhận ra được Phật pháp thì tự ông sẽ biết mình tu tập đến trình độ nào. Đừng tự thấy mình có chút ít hiểu biết đạo lý rồi cảm thấy thỏa mãn. Như tỳ kheo Vô Văn đạt đến tứ thiền, vọng ngôn cho rằng mình đã chứng thánh. Gọi là tỳ kheo Vô Văn vì ông ta không hiểu biết nhiều, ông ta chỉ biết chút ít Phật pháp. Tại sao lại gọi ông ta là Vô Văn? Căn bản là khi chứng được bốn quả vị A-la-hán thì được sanh lên cõi trời tứ thiền. Đức Phật dạy vị nào chứng được tứ quả A-la-hán thì không còn chịu sanh tử luân hồi nữa. Khi chứng được quả vị thứ hai được gọi là Nhất Lai, phải còn thọ sanh một lần trên cõi trời và một lần trở lại trong cõi người, còn phải trải qua một lần sinh tử nữa. Vị thánh đạt quả vị thứ nhất trong bốn quả vị A-la-hán còn phải chịu trải qua bảy lần sanh tử. Tất cả những cảnh giới này đều vượt hơn cõi trời tứ thiền. Vô Văn tỳ kheo chỉ mới đạt đến cảnh giới thiền thứ tư trong quá trình tu tập của ông thôi, nhưng ông ta tưởng rằng ông đã chứng được quả vị thứ tư của A-la-hán. Thực ra ở trình độ cảnh giới thiền thứ tư vẫn chưa chứng được quả vị gì và vẫn còn là phàm phu, vì chỉ có định lực mà chưa phát huệ. Nhưng tỳ kheo Vô Văn tuyên bố rằng ông ta đã chứng được quả vị thứ tư của hàng A-la-hán. Thế mà hiện nay vẫn có người cho rằng quả vị thứ tư của hàng A-la-hán vẫn còn thấp so với họ. Họ trơ tráo tuyên bố rằng chính họ là Phật. Nhưng một Đức Phật thì có đủ tam thân, tứ trí, ngũ nhãn, lục thông. Quý vị có thể hỏi những người tự tuyên bố mình là Phật xem họ có được mấy món thần thông. Chắc chắn là thiếu lậu tận thông. Tôi tin chắc những người tự cho rằng mình là Phật thì chẳng có được dù chỉ là một món thần thông, chứ đừng nói năm hoặc sáu. Chỉ có những người không có thần thông mới muốn khoe mình là Phật. Những người quả thật chỉ có dù một món thần thông, họ sẽ không bao giờ dám đưa ra lời đại vọng ngôn như thế. Khi phước báo cõi trời hết, khi đời sống của họ ở cõi trời kết thúc và những tướng suy xuất hiện, các ông có nhớ năm tướng suy xuất hiện không? Các ông có nhớ năm tướng suy tôi đã giảng phần trước không? Khi đời sống của một chúng sanh ở cõi trời kết thúc và sắp mạng chung thì có năm dấu hiệu xuất hiện gọi là năm tướng suy. Một là dòng hoa trên đầu, dương miệng, héo rũ. Hai là áo quần trở nên dơ bẩn. Ba là ở nách thoát ra mồ hôi. Bốn là thân thể trở nên hôi thối, dơ bẩn. Năm là không thích ngồi lâu. Ông ta phỉ báng rằng chứng quả A-la-hán còn phải chịu sanh tử. Ông liền đọa vào địa ngục A-tỳ. Khi phước báo ở cõi trời sắp hết, năm tướng suy sẽ xuất hiện, báo hiệu cuộc sống ở cõi trời đã đến lúc chấm dứt. Tỳ kheo Vô Văn nổi giận. Ông ta tức giận điều gì? Ông ta nghĩ: ta bị Phật lừa dối, Đức Phật là một kẻ bịp bợm. Đức Phật nói rằng người nào chứng được tứ quả A-la-hán thì không còn phải kinh qua sinh tử luân hồi nữa. Tại sao cuộc sống của tôi lại sắp kết thúc? Tại sao tôi phải chịu tái sinh? Tại sao tôi phải chịu luân hồi tái sinh? Tại sao tôi phải chịu luân hồi một lần nữa? Đức Phật là một kẻ nói dối. Chúng ta biết ngay điều gì xảy ra khi ông phỉ báng Đức Phật như thế. Ông ta đọa ngay vào địa ngục A Tỳ. Địa ngục A Tỳ còn gọi là địa ngục vô gián, vốn là do không chứng được quả vị A-la-hán
mà tuyên bố đã chứng được, sống ở đó liền rơi vào cảnh giới thấp kém hơn. Ông ta không nhận ra lỗi lầm của mình mà còn cho rằng Đức Phật giảng pháp không đúng. Thực sự Đức Phật đã nói rằng ông chưa chứng được quả vị thứ tư của hàng A-la-hán. Nếu ông đã chứng được, ông chẳng còn sinh tử luân hồi nữa. Tại sao lại có năm tướng suy hiện ra? Vì quỷ bán Đức Phật. Do vậy vô gian tỳ kheo liền rơi vào địa ngục vô gián. Các ông có thể tưởng tượng được những người tự tuyên bố mình là Phật sẽ đi về đâu? Tôi không biết rồi họ sẽ kết thúc sinh mạng ở nơi nào nữa. Ha ha ha,